Xin chào nhá. Nay lại chia sẻ cho anh em xem kỹ thuật làm mái nhựa thông minh nhá. Đó. Này toàn bộ ghép bằng ke hết. Đó. Xẻ ra một tí là nó rất đẹp, không phải hàn. Chỗ này là khu đô thị đang cấm hàn. Đấy, chia xương đều nhau. Phía dưới là hai cuộn nhựa thông minh. Có tráng tia UV nhé, chống tia UV mặt trời này. Hai cuộn là xong cái máy. Công ty Lê Hùng là nơi lý tưởng nhất cho bạn mua hàng trực tiếp hoặc online. Hàng mua chính hãng trên video đang xem này, mức giá rẻ hơn, chất lượng đảm bảo chính hãng. Một lần nữa, Lê Hùng nhắc lại các bạn là hàng mua phải chính hãng. Xu hướng thời nay là dùng tấm nhựa thông minh nhé. Anh em chịu khó nghiên cứu chuyển sang làm này cũng tốt đấy, khỏi máy tôn mới trước thì. Đây là tấm nhựa thông minh nhé, dày 4,6 ly, mỗi mét vuông nặng có 5 cân. Kia cái tấm kia mới bong nhờ. Lợp này rất là nhanh. Tính toán làm sao cái mép kia nó vào đúng cái giữa sắt nhé. Có cái điểm giao đấy sau bắt vít còn bơm keo nhé. Sau này là bây giờ là tự bóc lên đâu thì bắn vít lên đấy nhé. Xong là xong luôn. Chưa đợi keo. Trước khi bắn vít tôn thì anh em mồi cho một cái lỗ rộng đường kính lớn hơn cái vít tôn 2 lần nha. Đang phi 10 đây. Sau đó bơm keo vào xong rồi bắt vít nha. Nên là chắc tấm này dẫm lên thoải mái, không sợ vỡ như là kính. Bắn được lỗ bắn keo nha. À, 600 đấy. Bắn 60-60. Rồi. Bắn luôn loạt xong rồi bắt vít. Lê Hùng là nơi lý tưởng nhất cho bạn mua hàng trực tiếp hoặc online. Hàng mua chính hãng trên video đang xem này, mức giá rẻ hơn, chất lượng đảm bảo chính hãng. Một lần nữa, Lê Hùng nhắc lại các bạn là hàng mua phải chính hãng. Những sản phẩm đấy phải đảm bảo là hàng chính hãng, có độ tin cậy cao. Chỉ có tại địa chỉ 65 Nguyễn Văn Cử, thành phố Bắc Ninh. Điện thoại Lê Hùng 0936144646, mua qua Zalo 0936144646 hoặc đặt mua online trên trang web nguonhanggiarẻ.com.vn. Vẫn vừa tới thôi, không cần phải chặt lắm đâu. Rồi. Anh em nhớ là cho cái lông đen vào để cho nó mũ nó rộng ra, với cả lông đen bằng inox ấy nhá, không gì được. Keo A600 này cũng không sợ gì sắt đâu nhá. Không có axit. Bắt vít đâu là bóc đấy nhá, cho nó sạch. Ngoài để bơm keo dễ, trong là hơi khó đây. Sắp xong rồi. Dưới gầm này nó rất hẹp nhé. Để chế anh em lấy cái ống tiếp inox 12 này cũng được, chế xong rồi xẻ cái này ra, gõ bịt cái mồm này, bẻ cong. Bôi ở trong cái phạm vi hẹp này nhá. Bơm keo không có nước nó vào. Bóc đâu lột đấy nhỉ. Mỗi con vít trước khi khoan ấy là phải cho cái keo A600 mà. Dùng gân này tí bơm keo vào là nó kín hết. Sau đó dọn vệ sinh để không xong. Khoan lỗ mồi chưa? Đấy con này.
hai bên hông tao làm cái bo viền bằng nẹp nhôm bơm keo cho nước nó chảy về bên. Đó. Công việc thì rất đơn giản thôi nhưng mà không biết làm thì cũng rất là khó đấy. Anh em nhớ cái mặt có chống tiêu UV cho lên trời nhé. Để bơm keo vào bên phía tường như là xong. Xin chào anh em nhé. Quý khách có nhu cầu mua, hãy liên hệ trực tiếp tại cửa hàng số 65 Nguyễn Văn Cử, thành phố Bắc Ninh hoặc mua hàng trên video đang xem này. Mức giá rẻ hơn, điện thoại 0936 144646, Zalo 0936144646 hoặc đặt mua online trên trang web nguonhanggiarẻ.com.vn. Rất mong các bạn chia sẻ video hữu ích này cho nhiều người. Thay mặt toàn thể nhân viên công ty Lê Hùng, tôi xin gửi tới quý khách hàng, đối tác lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành nhất. Và muốn bổ sung thêm sản phẩm nào nữa thì hãy comment ở phần bên dưới để tham khảo giá bán của các sản phẩm này. Link thì mình sẽ đặt ngay ở dưới phần mô tả của video. Hãy để lại một like và một subscribe ủng hộ tụi mình để có động lực làm video đem đến cho các anh em những sản phẩm chất lượng cao trong tương lai nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.